Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngành chế biến gỗ tỉnh Nam Định tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hải Dương xử phạt cơ sở chế biến thức ăn gây ngộ độc 86 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hai He Việt Nam. Cảnh báo lừa đảo qua mạng tại Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, nhiều chủ trang trại trong tỉnh Hải Dương đã chuyển hướng sang nuôi gia cầm. Nguyên nhân là việc tái đàn chăn nuôi lợn chưa thể thực hiện được do mầm bệnh có thể tồn tại rất lâu trong môi trường và dịch tả lợn châu Phi lại chưa có vaccine điều trị. Ngược lại, vốn đầu tư ban đầu để chăn nuôi gia cầm không nhiều và gia cầm lại không bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, tính đến thời điểm đầu tháng 5 này, toàn tỉnh Hải Dương có đàn gia cầm 12.350.000 con, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước. Với tình hình như hiện nay, các địa phương cần có chính sách giúp cho nông dân và các chủ trang trại đầu tư phát triển gia cầm, vừa bù đắp lượng thịt lợn có thể bị thiếu hụt vào dịp cuối năm do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, vừa giúp nông dân phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, việc nuôi gia cầm phải theo quy hoạch, tìm hiểu kỹ những nhu cầu thị trường, thực hiện phương thức nuôi gối đàn, tránh chăn nuôi ồ ạt. Cùng với đó, phải đặc biệt chú trọng áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tránh để phát sinh dịch bệnh. Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là địa phương có nhiều địa thế trong phát triển rau màu. Năm 2015, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân dồn đổi ruộng đất thành ô thửa lớn, quy hoạch trồng rau an toàn với tổng diện tích đến nay là trên 30 ha, bước đầu hình thành những mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm. Toàn tỉnh hiện có 368 hợp tác xã, 369 tổ hợp tác. Khi đi vào hoạt động trở thành đầu mối, mắt xích quan trọng trong việc giúp người dân tiêu thụ nông sản, tiêu biểu như Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Dương, Hợp Tiến, Phong Hòa. Với việc tạo sự liên kết khép kín giữa các hộ nông dân, thành viên trong Hợp tác xã giúp người dân làm quen với mô hình liên kết 4 nhà, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông, từ đó hình thành chuỗi liên kết, hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật, hướng đến sản phẩm nông nghiệp sạch, có thương hiệu, được tiêu thụ với giá ổn định. Việc đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp đã dần thay đổi tư duy của người dân, hình thành lối sản xuất mới. Tuy nhiên, những mô hình như vậy trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nhiều, hiệu quả còn thấp. Do vậy, các hợp tác xã và bà con nông dân mong muốn ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh dự án cánh đồng mẫu lớn, hình thành vùng nguyên liệu, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quan tâm tới công tác quảng bá, khai thác có hiệu quả những sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Anh Vương Văn Thi ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên là nông dân trồng chuối có tiếng tại địa phương. Nhờ chủ động liên kết được với thương lái, thu gom chuối tại nhiều tỉnh phía Bắc đã giúp cho gia đình anh thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Anh Thi bắt đầu trồng chuối từ năm 2013 với diện tích trên 1 hectare. Đến nay, anh đã mở rộng lên trên 10 hectare, chủ yếu là giống chuối Tây Thái Lan hay còn gọi là chuối xiêm. Giống chuối này có khả năng thích ứng cao với đồng đất của địa phương, ít bị nhiễm bệnh so với các giống chuối khác, năng suất đạt cao, bình quân mỗi sào cho thu từ 70 đến 80 buồng và được bán với giá khoảng 150.000 đồng một buồng. Hiện hầu hết sản lượng chuối của gia đình anh Thi đều được các thương lái đặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, trừ chi phí mỗi năm gia đình anh có thu nhập trên 1 tỷ đồng từ trồng chuối. Theo số liệu của Sở Công Thương, trên địa bàn tỉnh Nam Định có gần 150 doanh nghiệp và hàng nghìn cơ sở hộ cá thể sản xuất kinh doanh trong ngành chế biến gỗ, với các loại sản phẩm chính là gỗ rẻ, gỗ mỹ nghệ thông dụng và nội thất xây dựng, phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 30.000 lao động, chiếm trên 20% tổng số lao động tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của toàn tỉnh. Đến nay, ngành công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh Nam Định đã phát triển rộng khắp ở cả 10 trên 10 huyện thành phố với những cơ chế chính sách hỗ trợ hợp lý của tỉnh và các ngành chức năng cùng sự nỗ lực khuyến khích của các địa phương tạo điều kiện về mặt bằng mở rộng sản xuất. Hỗ trợ tuyển dụng đào tạo lao động miễn phí, nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ đã phát triển và có tiềm lực mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc hiện đại để phát triển sản xuất kinh doanh. Với số lượng lao động trực tiếp có thu nhập cao, trong đó thợ chính có thu nhập từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng một người một ngày. Trong năm 2019, ngành công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh Nam Định sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng cao. Để phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, theo Sở Công Thương, các doanh nghiệp chế biến sản xuất gỗ trên địa bàn cần đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở chế biến gỗ, phải đảm bảo yêu cầu công nghệ hiện đại.
thiết bị tiên tiến kết hợp với công nghệ thiết bị truyền thống có quy mô phù hợp với khả năng cung ứng nguyên liệu và mặt hàng nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đã từng ra nước ngoài làm việc, nhưng rồi anh Nguyễn Văn Hoàng ở xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình nhận thấy không đâu bằng quê hương. Để rồi trở về, anh đầu tư nhà xưởng, thành lập công ty chuyên về may mặc, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hiện nay, công ty của anh Hoàng có hàng trăm công nhân đều là người tại địa phương, trong đó có cả những người khuyết tật, mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng một người một tháng. Ngoài mức lương được hưởng, công nhân tại công ty còn được khuyến khích khen thưởng và chăm lo các quyền lợi khác. Công ty cũng đã dành một phần quỹ để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện. Đợt cuối năm 2018, công ty đã ủng hộ trên 2.000 bộ quần áo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, góp phần ngăn ngừa thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Huyện Lương Tài hiện có trên 900 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ. Trong tháng hành động, các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm được huyện triển khai đồng bộ tích cực. Chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra liên ngành huyện, xã, thị trấn, tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tháng hành động, chỉ đạo chặt chẽ công tác phối hợp giữa các ngành trong đảm bảo an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền được thể hiện phong phú bằng nhiều hình thức nhằm vận động người dân nắm rõ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, khuyến cáo người dân sử dụng thực phẩm an toàn, đấu tranh phòng chống thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra ban chỉ đạo 7 xã và 12 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Với những biện pháp tích cực được triển khai, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thời gian qua trên địa bàn huyện Lương Tài luôn được đảm bảo, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn nguy hiểm xảy ra. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức ra mắt mô hình Tổ vận động phụ nữ giám sát an toàn thực phẩm. Tổ vận động phụ nữ giám sát an toàn thực phẩm gồm có 30 thành viên. Các thành viên tham gia mô hình là những cán bộ hội viên phụ nữ có tâm huyết, nhiệt tình, uy tín trong tham gia hoạt động xã hội. Trong quá trình hoạt động, các thành viên có trách nhiệm tuyên truyền, thuyết phục vận động hội viên phụ nữ, các hộ gia đình, tổ chức doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn. Hoạt động của tổ không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của người dân mà còn góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Liên quan đến vụ 86 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai He Việt Nam nhập viện vì có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bữa trưa ngày 10 tháng 4. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh của ông Đỗ Đức Hạnh ở xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, là đơn vị cung cấp thực phẩm cho công ty này. Mức xử phạt 81 triệu đồng về những hành vi vi phạm hành chính trong chế biến cung cấp thực phẩm, không đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của 86 công nhân. Sử dụng 2 người lao động trực tiếp chế biến thức ăn, không đội mũ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với thức ăn. Ngoài số tiền phạt 81 triệu đồng, cơ sở này còn phải chịu một số hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, không được sử dụng loại nguyên liệu nghi ngờ gây ra vụ ngộ độc trong thời gian 3 tháng và phải thu hồi tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, chủ hộ kinh doanh là ông Đỗ Đức Hạnh đã phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Hai He Việt Nam chăm sóc chi trả viện phí cho công nhân bị ngộ độc. Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2019, tại công ty Hai He Việt Nam có tổ chức ăn trưa cho khoảng 2.900 công nhân. Bữa ăn trực tiếp tại bếp ăn tập thể, suất ăn do hộ kinh doanh của ông Đỗ Đức Hạnh thực hiện tại bếp ăn của công ty. Đến 14 giờ cùng ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn. Tổng số 86 bệnh nhân nhập viện được bệnh viện chuẩn đoán ban đầu là rối loạn tiêu hóa, theo dõi ngộ độc thực phẩm. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm có nhiều ưu việt, giúp những đối tượng lao động tự do, người dân khu vực nông thôn khi tham gia sẽ giảm bớt khó khăn, rủi ro lúc về già. Nhằm tăng đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này góp phần vào an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều giải pháp. Hiện toàn tỉnh Hưng Yên có gần 3.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện,
tăng trên 2.000 người so với tháng 12 năm 2018. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh là do ngoài việc phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát động thi đua chuyên đề đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm y tế hộ gia đình trong công chức viên chức người lao động thuộc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, công chức viên chức người lao động cơ quan bảo hiểm xã hội khai thác được 1.600 người tham gia, chiếm 72% số tăng của toàn tỉnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện ổ dịch sởi tại trường tiểu học xã Tân Hưng, huyện Ninh Giang. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện là một học sinh 8 tuổi. Tiếp đó, từ kết quả điều tra giám sát, phát hiện thêm một giáo viên của nhà trường cũng mắc sởi. Cả hai mẫu xét nghiệm gửi lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xác nhận dương tính với bệnh sởi. Đến ngày 10 tháng 5, tại ổ dịch này ghi nhận 13 ca mắc gồm 11 học sinh và 2 giáo viên, trong đó 5 ca đang điều trị tại cơ sở y tế và 8 ca điều trị tại gia đình. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cùng phòng chuyên môn của Sở Y tế đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch nguy hiểm ở người huyện Ninh Giang và xã Tân Hương để chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch như tuyên truyền để mọi người dân nắm bắt các triệu chứng của bệnh sởi, cách phát hiện, các biện pháp phòng chống, giám sát chặt chẽ các ca mắc và nghi mắc, xử lý toàn bộ khu vực nhà trường bằng cloramin B 0,5%. Yêu cầu học sinh rửa tay bằng xà phòng khi đến trường, lớp và khi ra về. Lập danh sách học sinh gửi thông báo đến từng gia đình về ngày tiêm phòng cho trẻ. Dự kiến ngày 13 tháng 5 sẽ tổ chức tiêm phòng vaccine phòng sởi cho khoảng 700 học sinh trường tiểu học Tân Hương. Như vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 ổ dịch tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang và xã Tân Hương, huyện Ninh Giang. Đưa giáo dục di sản vào trường học là việc làm cần thiết có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết cho thế hệ trẻ về di sản văn hóa lịch sử, dựng nước và giữ nước của cha ông ta, từ đó tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của giá trị di sản truyền thống trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Đó cũng là mục tiêu mà ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định và ngành văn hóa đều hướng tới. Ghi nhận của phóng viên tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến, thành phố Nam Định. Một buổi giáo dục lịch sử ngữ văn của học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Trần Chùa Tháp, thành phố Nam Định. Trực tiếp được tham quan di tích, được nghe giới thiệu về hoạt động nghi lễ, tín ngưỡng chung quanh di tích. Được tận mắt chứng kiến những hiện vật di sản, đặc biệt được trải nghiệm vai trò hướng dẫn viên du lịch trong không gian rất đặc biệt này, thật thú vị và ý nghĩa với các em học sinh. Em thấy rất là vui và rất là hào hức. Và rất là biết ơn thầy cô và những người thuộc ban tổ chức đã tổ chức cho bọn em một buổi đi như thế này. Em nghĩ là chúng em sẽ biết nhiều hơn về lịch sử, về truyền thống của quê hương, về mà nơi chúng em đang ở. Và em thấy rất là tự hào khi được biết thêm những kiến thức về nhà Trần, một vương triều vô cùng vĩ đại. Em thấy vô cùng tự hào sau buổi ngày hôm nay và em tự hứa bản thân mình là em sẽ cố gắng học hành thật giỏi để tương lai em có thể làm những người tốt đẹp, em có thể giúp dân giúp nước. Khu di tích Đền Trần Chùa Tháp đã trở thành một vùng đất thiêng trong tâm thức của lớp lớp con dân đất Việt nói chung và con dân Nam Định nói riêng. Học tập tại di tích không chỉ giúp các em học sinh hiểu thấu đáo về các bài học lịch sử, xã hội, ngữ văn trong chương trình phổ thông mà còn mở rộng kiến thức, đi sâu vào những giá trị của văn học nghệ thuật của tỉnh nhà, giúp các em có thêm hiểu biết về truyền thống văn hóa lịch sử của Nam Định. Đó cũng là hướng đi mới đầy sáng tạo trong dạy và học bộ môn ngữ văn lịch sử, cũng như các môn khoa học xã hội hiện nay mà trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến, cũng như nhiều trường học khác trên địa bàn tỉnh ta đang tích cực triển khai. Điện là mặt hàng duy nhất mà nhà cung cấp không khuyến khích tiêu dùng, dùng càng nhiều thì càng bị tính giá cao. Theo nhiều chuyên gia, mấu chốt của hiện tượng hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường hiện nay là do cách tính giá bán điện theo bậc thang lũy tiến của EVN. Bảng giá điện theo giá cũ và giá mới được áp dụng sau ngày 20 tháng 3. Biểu giá điện hiện nay đang có 6 bậc. Người dân càng dùng nhiều điện thì EVN càng có lãi lớn. Vì vậy, có ý kiến cho rằng Bộ Công Thương và EVN cần chỉnh sửa, thay đổi cách tính hóa đơn, giá bán điện theo bậc thang lũy tiến. Trước ngày thì thiết bị điện thì nó ít, vì cái điện năng nó tiêu thụ ít. Nhưng đến bây giờ dùng bình thường của người dân, nhà cũng phải có TV, phải có tủ lạnh, phải có này khác thì tất nhiên là trong cái đấy là chi phí điện nó tăng lên. Nhà điện thì tăng theo cấp số nhân này thì lũy kế này thì thực tế nó dân người ta cũng
cảm thấy nó hơi vất vả về cái tiền điện. Với cái cơ chế biểu giá điện như hiện nay, có nghĩa gồm 6 bậc, mà 2 bậc đầu thì thấp hơn cái giá bán lẻ bình quân. Nhưng từ bậc 3 đến bậc 6 thì cái giá điện tăng lũy tiến rất cao, như vậy là bất hợp lý. Như vậy với cái biểu giá điện hiện nay, phải nói thật đây là mặt nghiệp vụ, thì ta thấy rằng không có lợi cho người tiêu dùng mà chỉ có lợi cho nhà đèn. Đó là một trong những lý giải vì sao giá điện chỉ tăng 8,36% nhưng hóa đơn tiền điện lại tăng vọt. Theo vị chuyên gia kinh tế này, biểu giá cơ cấu bán lẻ điện phải thực hiện được 3 mục tiêu mà chính phủ yêu cầu: bảo đảm an sinh xã hội, người có thu nhập thấp, đồng thời phải bảo đảm quyền lợi giữa người tiêu dùng và ngành điện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Ninh, liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, số tiền thiệt hại rất lớn do các đối tượng là người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện. Phương thức lừa đảo là thông qua làm quen trên mạng xã hội, điện thoại, email, giả danh những người có uy tín, vị trí xã hội nhằm tạo niềm tin hoặc gây sức ép để lừa tiền. Thông qua hồ sơ của cơ quan công an, phóng viên Đài truyền hình Bắc Ninh đã tiếp cận với một số trường hợp cụ thể để cảnh báo tới toàn thể người dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Gần một năm trước, tháng 6 năm 2018, đội phòng chống tội phạm và công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo. Một cụ ông 85 tuổi ở thành phố Bắc Ninh bị đối tượng không quen biết gọi điện, nói cụ liên quan đến một vụ án ma túy, từ đó khai thác các thông tin cá nhân, rồi lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền 281 triệu đồng. Cũng theo người nhà nạn nhân, vì vụ việc này mà cụ ông đã bị tai biến, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Mặt khác, sự vào cuộc tích cực của cơ quan công an và phía ngân hàng nên số tiền đã nhanh chóng bị phong tỏa và thu hồi, hoàn trả cho người bị mất. Đầu năm nay, một người đàn ông trung niên ở huyện Quế Võ đăng tin giao bán đất trên Facebook. Sau đó, một đối tượng vào giao dịch, trao đổi về giá cả và thống nhất mua mảnh đất trên. Ngay lập tức, tài khoản Facebook của người giao bán đất có tin nhắn báo là người mua đã đặt cọc tiền. Khi chủ đất làm theo hướng dẫn để xác nhận thì bị mất 200 triệu đồng. Sau mình điền những thông tin giao dịch bình thường vào thì cung cấp cho nó cái OTP cho nó, thì là để nó rút tiền, sau nó bảo là nó đóng băng cái tài khoản đấy lại. Ở bên nước ngoài này là cái thủ thuật, là cái nghiệp vụ của họ là phải làm như thế. Thế sau em bảo là khi mất 50 triệu đầu tiên em đã nghi rồi. Sau không hiểu sao lại tiếp tục phải làm cái việc đấy, là bước tiếp theo mình lại soạn một cái nội dung như thế tiếp. Đấy, mình xong lại cung cấp cho nó một cái OTP nữa là rút lần thứ hai. Lần thứ hai khi em mất là em đã phải làm một cái việc chuyển tiền sang một cái ngân hàng khác của em rồi. Thế nhưng lúc bấy giờ làm nào mình vẫn cứ mong muốn cái số 50 triệu về tài khoản của mình sớm. Sau khi em đã phát hiện ra, tức là mình có linh cảm, mình 80% là mình bị lừa rồi. Thế sau khi qua Vietcombank, em trình báo sự việc và lên đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết sự việc. Ngay lập tức các anh ấy đã vào cuộc điều tra. Trong năm 2018 và những tháng đầu năm nay, cơ quan công an đã tiếp nhận hàng chục trường hợp phụ nữ bị lừa tình cảm, chiếm đoạt tài sản, có vụ lên tới 1,6 tỷ đồng. Các đối tượng này giả danh là kỹ sư, bác sĩ, quân nhân Mỹ, làm quen, kết bạn qua Facebook, Zalo, Skype, rồi hứa kết hôn và bảo lãnh đi nước ngoài, gửi quà tặng, làm từ thiện hoặc vay mượn. Ngoài ra, còn rất nhiều hành vi khác giả danh những người có uy tín và địa vị xã hội như công an, viện kiểm sát, tòa án, nhân viên thu nợ để lừa đảo. Theo khuyến cáo của công an tỉnh, người dân khi thấy có dấu hiệu lừa đảo phải báo ngay cho cơ quan chức năng. Và điều quan trọng nhất là cần cảnh giác với mọi mối quan hệ, thông tin lừa đảo trên mạng. Chỉ kết bạn và giao dịch với những người, vụ việc có thông tin rõ ràng và được kiểm chứng chính xác. Hội người cao tuổi huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương hiện có 25 tổ chức hội cơ sở với gần 23.000 hội viên. Những năm qua, hội người cao tuổi trên địa bàn huyện luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng. Để nâng cao sức khỏe, các hội viên người cao tuổi hăng hái tham gia luyện tập thể dục thể thao, tạo phong trào mạnh mẽ ở cơ sở hội. Đã thành thói quen, 5 giờ chiều hàng ngày, các hội viên hội người cao tuổi ở nhiều thôn khu dân cư trên địa bàn huyện Thanh Hà lại tập trung tại nhà văn hóa để luyện tập thể thao. Các môn thể thao được người cao tuổi lựa chọn tập luyện như cầu lông, cờ tướng, bóng bàn, đi bộ, dưỡng sinh. Đặc biệt những năm gần đây, môn bóng chuyền hơi phát triển rộng rãi tại các cơ sở hội. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc rèn luyện thể thao cho việc nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người cao tuổi,
Tất cả các xã thị trấn đều có các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng và bóng chuyển hơi. Phong trào rèn luyện thể dục thể thao giúp người cao tuổi ngày càng nâng cao đời sống tinh thần, từ đó tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, câu nói đó đã, đang và sẽ được người cao tuổi huyện Thanh Hà thực hiện hàng ngày để sống vui, sống khỏe, sống có ích hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.